rất là đẹp ha. Phò limited nha anh chị nha. Xe sẽ trang bị là cảm biến da, trang bị tích hợp xi nhan gương ha, cảm biến phía trước. Cầm nó rất là cao, rất là thoáng. Xe thì sẽ trang bị là hộp số tự động. Xe thì dàn lạnh thì được chia đều ra từng hàng ghế nha anh chị nha. Dòng xe 7 chỗ. Hello, chào cô chú anh chị ha. Thì hôm nay em đang có mặt tại số 900 quốc lộ 1A ha, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay em sẽ quay và giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái mẫu xe gọi là gầm cao máy thoáng anh chị ha. Đó là dòng Ford Everest đó, nhưng mà đặc biệt là số tự động nha. Đó, số tự động mà coi như là được cái máy dầu nữa thì khỏi phải bàn luôn anh chị ha. Thì bây giờ mời anh chị đi chi tiết một vòng xem coi là chất lượng của xe và coi như là xe 7 chỗ gầm cao như thế này thì nó sẽ ra sao ha. Nó được sửa một cái nước sơn là coi như là màu vàng cát nha anh chị nha. Thì xe này là đời 2009. Bên em đang bán với giá là 390 triệu. Đó, mời anh chị. 390 triệu sẽ sử dụng một chiếc xe là coi như là máy dầu, nó cao to, Ford Everest ha. Anh chị nhìn cái gai nè. Vỏ xe gai rất là dày, bốn cái vỏ như nhau luôn ha. Mà mâm cực kỳ đẹp. Cái dòng này là cái phong mới rồi nha anh chị, cho nên là xe nó rất là đẹp. Mâm nước sơn bên ngoài thì miệng bàn. Nói chung là xe thì nước sơn là nói chung là không có chảy xước gì hết nha anh chị. Nó về cái phía đằng đuôi xe nè, nó sẽ có là coi như là một cái bánh treo. Nhìn nó rất là hầm hố ha. Bánh treo rất là hầm hố và nhìn nó rất là sang luôn. Thì anh chị nào mà có sở hữu hoặc là chạy rồi thì anh chị sẽ biết ha. Cái dòng máy dầu mà 7 chỗ như thế này á thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó rất là ít, nó khoảng chừng là 8 lít dầu là hết ha anh chị ha. Cho nên là rất là tiết kiệm khi mà mình đi chơi hoặc là đi du lịch ha. Thì bây giờ em sẽ cho anh chị xem chi tiết về chiếc xe ha. Đây là mấy cái vỏ xe gai rất là dày. Những cái vỏ xe như thế này anh chị đi ít nhất là coi như là 2 năm nữa nó mới mòn được cái vỏ này ha. Cực kỳ là ấn tượng cái mâm, cái bộ mâm. Đây anh chị xem là bên trong nè. Xe này thì nói chung là gia đình đi thì chất lượng xe thì ok ha anh chị ha. Dán 3M hết rồi. Cái dòng này nó rất là rộng nha anh chị nha. Rất là rộng. Cái hàng ghế thứ hai anh chị thấy không? Đi những cái dòng này nó rất là thoải mái và đặc biệt là cái dàn lạnh của nó là coi như nó chia đều hết. Đó. Chia đều hết ha. Chỗ nào cũng có lạnh hết. Cho nên là đi mà trời mà nắng nóng cỡ nào cũng lo ha. Nhất là những cái xe này thì xe là keo chỉ là nguyên zin hết nha anh chị nha. Keo chỉ nguyên zin hết. Toàn bộ bên trong nách nè. Rồi. Anh chị xem keo chỉ nguyên zin ha. Những cái xe này lấy về đi thì gia đình đi chơi thì miệng bàn. Cái này được dán ốp gỗ hết à. Nhìn thấy bên trong là em ngồi vô trong cho anh chị xem ha. Ngồi rất là thoải mái. Máy lạnh này kia là miệng bàn luôn ha. Xe nó trang bị là hai túi khí, bên này một cái và bên tài xế là sẽ một cái túi khí nữa. Nó sẽ trang bị là số tự động, hộp số tự động. Thì cái số tự động này thì anh chị biết là đi nó rất là nhàn và rất là khỏe. Cho nên là anh chị nào mà thích cái yêu một cái số tự động thì có thể là chọn những cái mẫu xe như thế này ha để mình đi. Riêng em thì cũng vậy thôi. Em cũng khoái. Bên trước thì thích là thích xe số sàn. Nhưng sau một thời gian sử dụng thì cảm thấy là số tự động nó sẽ nhàn hơn và khỏe hơn. Cho nên là em giờ là em chọn là số tự động để em đi ha. Thì bây giờ mời anh chị ra sau để xem cái phần cốp sau ha. Này. Cái cốp sau này nè anh chị nè, có thể là mình sẽ gấp xuống ha. Nếu mà mình đi khoảng 5 người thì mình có thể là gấp hàng ghế này xuống. Ví dụ như để em gấp nha ha. Đó, gấp ngang ghế này xuống và mình dỡ lên ha. Thì có thể là chở đồ. Đó, ha. Rất là khoan, rất rộng để chở đồ ha. Còn mà nếu mình đi du lịch, đi chơi thì mình có thể là lật lên. Đó, vậy đó, rất là tiện ha. Và anh chị thấy là có hai cái hộc gió phía sau nè. Hàng ghế sau cùng này nó sẽ có hai hộc gió đó là sẽ mát ha. Yên tâm về cái vấn đề là mát mẻ.
Nha nè anh chị nè, cái phần cốp sau nè cho anh chị xem ha. Xem cái keo chị nó. Và bên này bạn, bên trong nách, nhất là bên trong nách. Xe này chủ trước thì em thấy là đi rất kỹ, cho nên là những cái này nó không có chảy xước gì mấy nè. Thứ hai là những cái nách vách rất là đẹp ha. Anh chị nào mà chọn những chiếc xe như thế này về đi gia đình thì, hoặc là mà đi công trình ha, những cái đường mà khó như là Bảo Lộc hay là Đà Lạt, hoặc là những cái công việc mà mình đi cần cái sự cao ráo thì mình có thể là chọn những cái mẫu xe như thế này. Xe này thì theo em thì đánh giá thì cái xe này nó nằm khoảng 80% thôi, 70-80%, tại xe đời 2009, nhưng mà cái chất lượng như thế này thì thấy là rất là ổn. Ghế thì ghế da. Đây cho anh chị vô xem cái trong cái phần khoang lái nè. Vô lăng thì trợ lực rất là nhẹ, máy dầu nữa. Vô lăng này nhẹ. Xe thì được trang bị một cái màn hình nhỏ thôi, màn hình này có chút xíu á, xíu. Bên này nó sẽ có một cái cảm biến, báo cảm biến, báo cảm biến da. Trần thì trần nỉ zin rồi nha. Này là tắp bi nè của anh chị nè, tắp bi mà tài xế nè, khi mà xài nhiều mà nó vẫn còn đẹp như thế này thì anh chị biết rồi ha. Những cái nút bấm nè các bạn. Thì bây giờ em sẽ cho anh chị vô coi phần khoang máy ha. Cái xe này thì nó sẽ có là gương điện nè anh chị ha. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần máy, máy dầu nó sẽ nổ như thế nào và êm không ha. Đó anh chị nghe đó, cái tiếng máy dầu ha, nó sẽ khác là cái máy xăng. Máy xăng thì nó sẽ êm hơn, còn máy dầu thì nó nổ sẽ khác hơn. Nó sẽ có thắng ABS nè, và dàn đầu ha, đẹp nè. Bên trên này cũng vậy nè anh chị ha. Kho ha. Riêng cái dàn đầu này thì không có dấu cấn đụng gì hết nha anh chị nha. Thì riêng cái phần máy này á, thì bên em sẽ bảo hành máy cho cô chú anh chị mình trong vòng là 3 tháng ha. Thì em nói là 3 tháng thôi, chứ thật sự anh chị mà mấy cái xe này nếu anh chị mà bảo dưỡng định kỳ, mà coi như là chạy mà chăm sóc xe thường xuyên, thì những cái dòng máy như thế này anh chị chạy có thể là 3-4 năm sau chưa phải là nhúc nhích gì với cái dòng máy này ha. Cho nên là quan trọng nhất là mình chăm sóc. Thứ hai là thay nước, thay nhớt thường xuyên ha. Ví dụ như 5.000 cây hoặc là 4.000 cây mình thay nhớt một lần, tại vì nhớt không tốn bao nhiêu hết. Nó khoảng cái như cái xe này nó khoảng chừng là 700.000 là hết rồi ha. Thì cho nên là mình chăm sóc thường xuyên thì sẽ cái xe nó sẽ bền hơn và tốt hơn ha. Thì bây giờ em sẽ quay sơ cái dàn gầm cho anh chị xem ha, một chút xíu về cái dàn gầm. Cái dòng xe này thì anh chị cũng biết rồi đó, cái gầm nó rất cao. Cái gầm của nó thì cao lắm, cho nên mà để mà vấn đề mà coi như là cọ gầm hay là cả gầm thì nó rất là khó. Mà riêng cái xe này, dòng này thì sắc xi nó rất là lớn. Đó, sau thì nó xài nhíp anh chị ha. Thì cho nên là để mà mục mọt thì cũng hơi khó ha, và đặc biệt xe gia đình nữa. Đó, gầm nó rất cao ha, gầm sáng trưng luôn anh chị ha. Xe nó xài cầu sâu nha anh chị, và mới đặc biệt mấy cái vỏ xe em thấy là rất là dày. Thì những cái dòng xe như bên em thì sẽ là bao rút hồ sơ toàn bộ ha anh chị ha. Anh chị chỉ cần về là nhập là ra tên thôi. Thì đó anh chị, nếu mà anh chị nào thích cái dòng xe này thì có thể là liên hệ ha cho bên nhân viên, hoặc là gọi điện trực tiếp. Không thì anh chị có thể là coi như là cọc từ xa cũng được ha. Bên em sẽ giao tới tận nơi cho anh chị. Nếu tả không đúng xe có thể là em quay đầu trả đủ tiền cho anh chị ha. Thôi em xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Nhớ cho em like ha. Bye bye và hẹn gặp lại anh chị.